Người ta nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, và những gì mà các bạn sắp được theo dõi sẽ giới thiệu về một người lính bắn tỉa đã về hưu. Theo đó, người lính này khi đã gác kiếm, ông ta tìm về cuộc sống dân dã bình dị, trồng rau nuôi gà. Nhưng lũ chuột cống không cho ông ta cảm nhận niềm vui đó. Chúng đã không biết lễ độ, cắn phá khu vườn mà ông ta đã dày công chăm sóc. Những rau củ quả tươi sạch bị chúng cắn phá tanh bành. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Thời gian tàn sát đã đến. Lee Kwang, biệt danh Red Hunt, lính bắn tỉa người Hàn Quốc đã về hưu.
Thank you.